Mua gì cho con đấy? Sướng chưa? Đây chị mua gì cho con vậy? Mua cho phở, phở. Khui hàng thử gì không đó? Nè. Xúc xích mà xúc xích cho người ăn chứ không phải cho mèo ăn đâu, mà mua cho mày ăn thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi con. Quả đâu? Ừ. Qua đây, qua thử vô đây. Ủa ơi. Quay đi đâu rồi? Sắp thưởng nè, sắp xếp nè. Nè, đó là chị. Có chịu ăn không? Cái đây mắc tiền đó. Cái đủ hết chưa không? Từ cơ thể sử dụng. Còn mới chứ. Đã sử dụng mới chứ. Có. Mới mua thì luôn mà. Rồi, ok. Đổi cái công cụ ấy, công cụ đẹp hơn. Công cụ nó cao hơn. Đây, 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 phía đây, đây. Biết nó có ăn cái này không biết nữa. Thử cho nó. Người... À. Đây nó thử nó có ăn không nha, rồi con. Trời ơi, đây nó mấy trăm ngàn, tí đắt mà.